Hello, em xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Cái cây nho chuỗi ngọc này á, nó chưa có được chín cho lắm á, mình ăn nó còn chua chua, trái quá trời trái luôn nè. Thấy ham lắm, nó núp núp trong lá chứ nó nhiều lắm á cả nhà. Bông hồng vườn nhà luôn nè. Còn cái này là cây hoa mỗi năm là ra rất là đẹp luôn. Còn đây là cây táo nè, năm nay ra được có một trái một thôi nha các bạn. Còn đây là cây mận nè, ra được ba trái. Trái nó chín rồi, nó bóng lưỡng luôn, để em hái ăn thử nha. Mời các bạn. Chua chua. Cũng chưa có chín cho lắm đâu. Bữa nay một ngày cuối tuần á, em cũng rảnh, em dắt các bạn đi lòng vòng chơi ha, và tâm sự cho các bạn ngắm cảnh đường xá một buổi sáng á, các cái quán ven đường nè rất là đông đúc luôn, các bác lớn tuổi á, rất là thích mỗi buổi sáng đi ra đây mà ngồi ha, nhâm nhi với ly trà rồi cứ ngồi đó thư giãn, rồi xong xuôi thì các bác có thể là đi bộ nè, đi tập thể dục. Ở đây người già họ sống rất là nhẹ nhàng luôn đó các bạn. Ngoài đó là đường xe lớn chạy, họ để đồ ngay đây nè, để đem vào cái shop từ thiện á, giặt giũ lại rồi bán. Nơi đây có một không gian ở trong cái công viên á, rất là đẹp luôn, có một cái con sông nè. Rồi đây là cái quán. Cái quán này nó nhỏ, nó rất là đơn sơ luôn á, mà bên trong thì có quán nước. Mình mua xong á, cái mình đi ra ngoài đây ngồi uống. Và quán nước này là thường cho các bác lớn tuổi sống cái địa phương ngay đây á, sáng ra ngoài đây ngồi ăn uống nè. Nhìn cái con sông thật là thư giãn luôn nha. Ở ngoài đó là cái đường lộ lớn á, chạy ra thành phố luôn. Con sông này có khi nhiều mấy em chim lắm, mà bữa nay sao không có thấy nó đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Nó một cái quán cà phê, rồi để bàn ghế ngồi ăn uống và nhìn cái bờ sông và xe cộ đồ chạy, thật là thư giãn ha. Trời mùa hè rồi, cây cối nó xanh um mà, nhà cửa thì họ trồng bông hoa rực rỡ luôn. Ở trong đó đó cũng có nhà nữa, cái con đường để chạy xe đi vào á các bạn. Thích nhất là mùa hè, nhà ai cũng trồng bông hoa, nhìn rất là đẹp luôn ha. Thành phố em đang ở á, thì có rất là nhiều cái loại nhà to nhỏ và giá trị nó khác nhau. Và em đang đi những cái khu này á, giá nhà từ 500 tới 1 triệu cũng có nữa. Đặc biệt ở nước Anh á, thì những cái người mà họ có tiền á các bạn, là họ thích sống cái nơi nó yên tĩnh như thế này nè. Khu này thì cách thành phố khoảng 15 phút thôi hả các bạn. Các bạn có để ý ha, nhà ở nước Anh á, nó đắt tiền á thì thường hay có cái ca ga đậu xe nó gắn liền với cái nhà mình luôn. Khu nhà ở đây thì nó cũng bình dân à, cũng không có cái gì mà đắt tiền hay là khu nhà giàu á. Các bạn có để ý là nhà ở nước Anh ít khi mà có hàng rào phía trước lắm, mà nhà ai cũng chỉ có cái hàng rào phía sau vườn á. Lý do là phía sau là cái nơi để mà họ nghỉ ngơi hay là tụ tập gia đình á, cái nấu ăn uống và ngồi chơi. Ở Anh á, người dân họ rất là coi trọng phía sau á, vì ở phía sau là cái nơi riêng tư của họ đó, để họ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc á các bạn. Ngay đây có một bụi hoa cái màu vàng đẹp quá, và người ta có một cái nơi để đậu xe, vì cái nhà của họ là phía bên đây nè. Một cánh cửa đi vào trong nhà rất là đơn giản luôn. Ở trong này có một cái khu nhà đặc biệt là chính phủ cho những người cao tuổi và người già ở.
Ở nước Anh á thì nhà lầu á, nó sẽ nhiều hơn nhà chợt, mà người dân á, thì họ thích cái nhà chợt là cái nhà hơn là cái nhà lầu. Và ở trong đây á, là các bác lớn tuổi ở nhiều, cho nên các bạn nhìn vào là thấy nhà chợt nó hơi nhiều ha. Vì nhà chợt á, nó an toàn cho các bác lớn tuổi và các em nhỏ nữa, rồi cũng không có tốn tiền điện tiền ga nhiều. Ở đây á, nhà chợt á, mà mình rao bán á, nó sẽ nhanh hơn nhà lầu rất là nhiều á các bạn. Cái con đường á thật là yên bình và không khí nó trong lành lắm luôn á cả nhà. Em nghĩ ai mà mới đặt chân đến nước Anh á cũng rất là ngạc nhiên á, sao mà nhà ai cũng đóng cửa hết trơn. Cả nhà biết á, thời tiết ở nước Anh á thì lúc nào nó cũng lạnh á, nên ở trong nhà ai cũng có cái xài cái máy sưởi ấm á các bạn. Nên á, mình mở cửa ra nó rất là lạnh, và khi xài mà sưởi ấm á, gió mà nó đi vào á là cái nhà mình không có ấm, và lại thêm tốn tiền điện đồ nó nhiều nữa. Và đặc biệt ở đây á thì nhà ai nấy ở à, ít có ai chạy qua chạy lại tới lui lắm. Và cái con đường á cũng ít có ai mà họ đi bộ và đi dạo nữa các bạn. Họ có đi làm hoặc là đi đâu á, bước ra rồi lên xe. Nên các bạn à, lúc nào cũng thấy là cái con đường nó vắng vẻ lắm. Cũng có mấy chị em á, đi vào xem video mà em chia sẻ về nhà cửa đường xá đó, thì nói ở nước Anh thấy buồn thấy chán, thà là ở Việt Nam nghèo á mà nó vui. Ở bên nước Anh á thì khu nhà là để mình ở, khu buôn bán là nó riêng, mình không có được quyền mà khu nhà ở mình mua bán. Ở đây những cái căn nhà gần lộ á, ít có ai thích lắm, vì xe nó chạy tới chạy lui á, nó ồn ào. Nhà cửa mà chỗ ở bên đây á, để mình đi làm về mình có chỗ nghỉ ngơi á, nó yên tĩnh. Người dân ở đây thường là họ hay chọn những cái căn nhà mà sâu ở bên trong á, ở đây nó yên tĩnh á, thì những người mà cao tuổi hay là họ thích sống nó bình yên á, họ thích vào sâu bên trong nè, nó yên tĩnh chứ họ không có thích là nó ồn ào đâu các bạn. Nói chung là khu nào buồn yên tĩnh là khu đó an ninh nó tốt, nhà ở nó cũng giá nhà nó cao nữa. Ở nước Anh á thì giá nhà mà cao thấp thì cũng tùy thuộc vào cái khu chỗ ở và trường học tốt hay là xấu nữa, rồi cái khu đó nó có an toàn hay không nữa. Nhà cửa ở đây á, mình nhìn bề ngoài nó có vẻ là nó giản dị và nó bình thường ha, không có gì thấy sang trọng ở bên ngoài. Ở bên đây em thấy đời sống của người Anh Quốc bên đây nó cũng khác, là khi họ có tiền á là họ chọn những cái nơi sống nó bình yên và không khí nó trong lành và nó yên bình như thế này nè các bạn. Họ không có thích mà mua nhà ở cái nơi ồn ào, mà các bạn biết là ở những cái nơi mà yên bình như thế này là những người họ có tiền họ mới mua được nữa các bạn, chứ những người mà không có tiền á cũng không chọn được những cái nơi yên bình như thế này được đâu đó. Các chị em mà sống nơi ồn ào nó đã quen rồi đó, khi mà qua đây vào cái khu mà yên bình như bây giờ em đang đi nè, là các bạn không có thấy là một người mà qua lại mà đi ở trên con đường luôn, nó rất là yên tĩnh luôn. Cho nên mà các bạn mà qua đây thời gian đầu á sẽ thấy chắc nó thiếu thiếu cái gì á. Với lại ở nước Anh á thì chỗ kinh doanh á nó khác biệt, không có phải là nó ở chung với cái nhà ở của mình, nó không có tập trung một chỗ, cho nên nó rất là yên bình, nó không có nháo nhiệt ở như những cái nơi khác á các bạn. Mùa hè rồi á, bông hoa nở đẹp quá à. Cây hoa này em thấy làm như bên Việt Nam á cũng có, sao thấy quen quen á cả nhà. Các chú này đang dọn dẹp cái sân vườn phía trước lại à. Mùa hè rồi, dọn dẹp cho sạch sẽ, chắc
lót gạch á. Còn đây là cái lồng để đồ ăn cho các em chim tới để ăn nè. Chứ cửa nhà đó thường họ hay để mấy cái lồng này cho các em chim ăn lắm. Sáng có cái chú đó chạy xe đạp, hồi nãy giờ chạy rất là nhiều vòng luôn rồi đó. Cứ đi một cái con đường nào cũng thấy hết trơn á. Có nhiều chị em hay hỏi em về cuộc sống ở nước Anh á, sống có dễ dàng để sống ở nước Anh không, và dễ để làm kiếm tiền và làm giàu, và có dễ tìm cái công việc để làm hay không, và ở nước Anh á có sướng hay là khổ, và mình mua nhà đó có dễ dàng hay không. Em với gia đình sống ở nước Anh cũng rất là lâu thì em thấy cuộc sống ở đây thì nó nhẹ nhàng, cũng không có bon chen, và chắc chắn là ai cũng thích sống ở nước Anh, nhưng mà để kiếm tiền và làm giàu thì rất là khó nha các bạn. Sống ở nước Anh thì mình không có sợ là mình đói. À, nếu như mà các bạn ở đây á, các bạn có giấy tờ hợp pháp nè, biết tiếng Anh á, thì mình kiếm việc làm rất là dễ. Nhưng mà để kiếm tiền thật là nhiều hay là làm giàu á, thì cũng hơi là khó nha. Vì lương trung bình của mọi người từ 2.000 mấy cho tới 3.000 á, rồi mình phải chi tiêu cho các thứ rất là nhiều luôn. À, nếu như mà mình đi thuê một cái căn nhà đó thì từ 1.200 cho tới 1.500 á mỗi tháng á các bạn. Ở đây mà nếu mà mình ăn uống đồ tiết kiệm á thì nó cũng không có trốn kém nhiều, còn những cái chi phí khác á rất là đắt đỏ luôn. Cho nên ai mà mới sang đây mà muốn làm cho thật nhiều tiền hay là muốn làm giàu thì rất là khó. Ở Anh á, nhiều khi được mua cái căn nhà đẹp hay là xe đẹp cũng chưa chắc là người đó thật là giàu đâu nha cả nhà. Vì mua nhà với mua xe ở Anh á, cũng không có là quá khó nữa. Mình cũng có thể là mua góp được nè. Ở đây á, mà đi làm lương trung bình 2.000 mấy cho tới 3.000 mỗi tháng một người á, mà hai vợ chồng đi làm, như mình có tiền lương đi làm đầy đủ mỗi tháng á, mình sẽ được là mua nhà, mua xe, trả góp. Họ chỉ cần nhìn vào cái bảng lương mà bạn có cái khả năng để trả góp là mua được ha. Ở nước Anh mà có nhiều người á, họ rất là giàu luôn á các bạn. Họ có cái khả năng để mà mua nhà, mua xe, trả hết cùng một lúc luôn á. Nhưng mà ít có ai muốn làm vậy lắm. Họ chỉ muốn là mua góp, còn tiền của họ đó là họ sẽ làm cái công việc khác, có khi là số tiền đó nó sẽ đẻ ra tiền thêm nữa. Cho nên ở đây giàu nghèo gì á là ai cũng thích mua nhà, mua xe, tất cả là đều trả góp hết hả các bạn. Ở đây lương trung bình á thường thường là 2.000 mấy cho tới 3.000, còn có những người đó họ công việc họ tốt nữa đó là họ làm tới 5.000 hoặc 6.000 hơn nữa cho mỗi tháng luôn á các bạn, tùy theo cái công việc á. Ở nước Anh á, mỗi khi mà mình sửa chữa nhà cửa ha, mình giục đồ gì quá nhiều á là phải thuê cái thùng này nè mình bỏ vào, chứ mình không có được là giục chùm lum nha các bạn. Ở đây nhà cửa đó thì nguyên một dãy nào thì nó giống theo một dãy nhà đó ha, là không có khác nhau được. Nếu mà mình có sửa chữa mà khác với cái nhà kế bên á cũng không có được nữa nha các bạn. Cái dãy nào là nó sẽ giống cái dãy nấy. Nhà mà mình mua thì lúc nào nó cũng có cái sân trước á thật là rộng rãi luôn để là mình đậu xe đó. Bữa nay cuối tuần á, đường xá đồ vắng lặng à, ít có ai mà họ đi ra đường lộ đồ đi dạo đồ chơi á, tất cả là họ sinh hoạt à, ở trong nhà không à, họ ít có sinh hoạt đồ ở bên ngoài lắm. Em thích ở nước Anh á, là nó có nhiều cái sự lựa chọn cho cái cuộc sống của mình.
nước Anh, nhất là cái công việc á, công việc cũng như là các bạn muốn làm và thích làm, và tiền lương á nó sẽ đi cùng với cái bằng cấp của các bạn. Các bạn học càng cao thì mình làm kiếm tiền càng nhiều. Ở Anh mà các bạn tha hồ mà phát triển cái tài năng của mình. Ai mà có cái tài năng thật là giỏi á, thì cái công ty nào nó cũng muốn các bạn vào làm hết á các bạn. Nếu mà các bạn công nhân Anh thì các bạn có thể là sống cái tiểu bang nào á, thành phố nào thì các bạn muốn. Ở nước Anh á, mỗi cái tiểu bang là nó đều khác nhau, lực lệ cũng khác nhau và tiền lương cũng khác nhau. Nhưng mà mức lương á, nó cũng phù hợp với nơi mình đang ở nha cả nhà. Ở nước Anh mà các bạn được ở cái thành phố á, thì có nhiều cái công việc đầy đủ cho mình làm. Chính phủ nước Anh á, thì luôn luôn tạo điều kiện á, cho dân của họ có công việc để làm á. Nếu như mà các bạn đang trong cái thất nghiệp thì có thể là mình xin thất nghiệp trong cái thời gian mà mình đi tìm việc làm á. Còn nếu như mà các bạn có con rồi đi làm không có đủ tiền ăn hoặc trả tiền nhà đó thì chính phủ cũng hỗ trợ cho mình á các bạn. Trẻ em thì từ lớp 1 cho tới lớp 12 đi học đều miễn phí. Còn các bác mà lớn tuổi á thì cũng được lãnh tiền hưu, tiền già nè. Cái tiền mà hỗ trợ á cũng là từ người dân mà ra, nhưng chính phủ á là người tạo ra cho mình có công ăn việc làm, thì trách nhiệm của mình là phải đóng thuế cho chính phủ á cả nhà. Ở ngoài đó là cái đường xe lớn chạy á các bạn, cần cái nhà to này là nhà thờ á, rồi kế một bên là cái công viên, chút xíu nữa mình vào tham quan ha. Còn đây là cái thùng bỏ thơ nè. Trước cửa nhà ai có một cái thùng này, cứ bước ra là mình bỏ thơ. Nước Anh nhiều nhà thờ lắm. Mình đi một đoạn là có một cái nhà thờ nè. Đó, cái này là phía trước của nhà thờ nè. Hồi nãy là mình đi trong đó đó. Đây là con đường lộ lớn nè. Người Anh họ đậu chúa nhiều lắm. Mỗi khi mùa thu á, em thích cái con đường này nhất luôn á các bạn. Vì hai bên đường là cây nhiều nè. Bây giờ mùa hè á, nó xanh mướt rượi à. Khi mùa thu á, lá vàng đẹp lắm luôn. Mà khung cảnh ở trong đây á, kiểu nó buồn buồn á. Nó yên bình ở trong đây lắm. Ai mà thích cuộc sống bình yên á, là ở trong này là mê luôn á. Người dân Anh Quốc á, có tiền hay là người già về hưu á, là họ chọn những nơi ở như thế này nè. Họ không có chọn cái nơi ở ồn ào đâu. Bây giờ con đường lộ lớn cũng vắng hoe luôn á, vì con đường nào họ cũng đang làm cái ống nước á ở trên con đường á, nên có khi con đường không có cho xe chạy luôn. Cái nhà này năm nào cũng trồng bông hoa rất là nhiều luôn. Mỗi năm á, là họ thay đổi nhiều loại hoa khác nhau á. Những cái hoa này á, là được cho cái mùa hè thôi à. Còn mùa đông á, nó sẽ tàn. Năm sau mình sẽ trồng lại cái khác. Còn ở đây á, là mấy cái loại cây này là nó sống hàng năm luôn. Họ trang trí phía trước thật là đẹp luôn ha. Bây giờ là đang mùa cái trái mâm xôi nè, mọc ven đường quá trời luôn. Chỗ này nó mọc tốt quá. Trái to mà nhìn vào là các bạn thấy là chùm chùm luôn nè. Quá trời luôn. Từ hôm đi Việt Nam về tới nay á, em cũng không có đi quay và chia sẻ gì ở nước Anh cho các bạn á, thì cũng có nhiều chị em thì nói quay cảnh nước Anh cho xem á. Thì bữa nay thì cũng một ngày em rảnh nè, nên đi dạo chơi. Từ hôm nay á, nước Anh mưa hoài luôn á. Em đi Việt Nam về á, là mưa hoài luôn.
Có bữa nay á, em cũng rảnh mà trời thì không có mưa nữa, nên đi lòng vòng cho các bạn tham quan nhà cửa, đường xá. Rồi em chia sẻ những gì mà các cô chú bác, anh chị em hỏi á, thì em biết cái gì, em trả lời cái đó. Những cái khu nhà ở á, các bạn chỉ nghe tiếng chim hót líu lo, chứ không có thấy một bóng người đi qua đi lại. Em đi xuống cái con đường lộ luôn á, không có xe chạy gì hết. Cái khung cảnh như thế này á, các cô bác mà lớn tuổi chút xíu á, đi qua bên đây gặp ngay cái cảnh này là buồn hiu hắt luôn á. Không biết đường đi đâu hết, rồi cũng không có biết cái ngôn ngữ nữa, thì sẽ rất là buồn. Nhiều người lớn tuổi mà sang đây buồn á, vì sao các bạn biết không? Vì ở những cái nước khác á, nhà cửa thì nó sẽ gần với nhau, hàng xóm thì sát bên nhau á, ra vào mình nói chuyện rất là vui. Còn sang nước Anh á, không có như vậy đâu. Ở nước Anh thì văn hóa và nhà cửa của họ thì nó xa nhau á, càng yên tĩnh thì nhà ai thì nấy ở, không có ai chạy qua ai hết á. Còn nếu như mà mình ở gặp ngay cái xóm mà người Anh Quốc không, mà mình không có biết tiếng Anh á, thì có gặp họ mình cũng không biết nói chuyện gì nữa. Qua đây lớn tuổi thì hơi buồn, chưa quen á. Ở đây còn trẻ đó, sáng thức dậy là đi làm tới chiều mới về, ngày nào cũng như ngày nấy ha. Các cô chú mà lớn tuổi mới sang á là chỉ biết là thui thủi hay quanh quẩn ở trong nhà một mình thôi, không có ai mà để nói chuyện, không có ai mà để mình làm bạn đâu á, và cũng không có ai mà để mình tâm sự như những cái nơi khác á. Mình buồn mình còn ra ngoài xóm rồi gặp người quen á thì nói chuyện được, còn ở nước Anh á, có buồn có muốn nói chuyện cũng không có ai mà để mình nói chuyện đâu, nên cũng hơi khó. Mà mình chưa có hòa nhập, mình chưa có quen á thì thấy nó buồn, chứ mà ở một thời gian lâu á, mình hòa nhập lại được rồi, hay là các cô chú á, mà có cái lối sống cũng muốn là nó bình yên không có ồn ào á, thì qua nước Anh rất là ok luôn. Ngay đây á, họ có bỏ cái gì nè, để trên đây cho ai lấy nè các bạn, dễ thương quá ha. Bây giờ ở nước Anh nó vào cái mùa hè rồi, ngày nó sẽ dài lắm, có khi 10 giờ mặt trời vẫn còn sáng trưng luôn á các bạn. Còn khi mà mùa đông á, 3 giờ là tối thui luôn rồi. Nhìn cái khung cảnh nó buồn và bình yên vậy á, chứ từ đây mình chạy ra thành phố London có 15 phút hả các bạn. Để đến đây á, mình xem họ đang lắp đặt cái ống nước á. Chính phủ Anh á, hiện giờ là đang thay đổi tất cả người dân á, xài nước là tính tiền nước theo cái đồng hồ á cả nhà. Không có như lúc trước mà mình trả 500-600 đồng á, cho một năm mà mình xài bao nhiêu thì xài, vì có khi á, cũng hụt nước nữa. Nên chính phủ thay đổi á, tính tiền mình trả bằng cái đồng hồ á, để người dân xài nước tiết kiệm lại. Các cô chú bác anh chị em có thấy nhà cửa nước Anh lạ không? Cứ mỗi một khu á là nhà giống hệt với nhau luôn á, mà mỗi khu thì cái kiểu nhà nó khác với nhau. Trước ở trên đó, đó là có cái công viên, để em đi vào xem cây giác sáng bà con sinh hoạt và trong đó vui như thế nào nha. Đây là cái công viên nè, có một cái quán bán đồ ăn vặt. Buổi sáng này bà con đem mấy em nhỏ đi vào đây chơi và ngồi ăn uống rất là đông luôn nè. Ở trong đây toàn là các chị có con nhỏ, bởi vì có cái công viên á, có đồ chơi đồ ở trong đây á. Ở trong đây là công viên có đủ thứ trò chơi đều miễn phí cho các em nhỏ á. Giấc sáng á, thường mấy chị mà có con nhỏ đó tụ tập lại cái đưa con đi học, rồi đẩy các em nhỏ mà không có đi học á thì ra ngoài này ngồi chơi. Cứ mỗi một gốc cây thì các chị ngồi cho nó mát á, rồi ăn uống
cho các em nhỏ chạy tung tăng chơi. Nguyên một cái đám cỏ này á, mùa này cỏ xanh tươi à, đẹp quá à. Nguyên một cái sân rộng lắm, có thể là đá banh được nữa, còn trong đó là trò chơi nhiều lắm cho các em nhỏ nữa. Mùa này chưa có bãi trường á, chứ bãi trường rồi còn đông lắm. Cái công viên này tất cả mình vào chơi là đều miễn phí á, có nhiều trò chơi cho các em nhỏ lắm. Lúc con em á còn nhỏ cũng cho đi vào đây chơi nè, có một cái sân thật là rộng luôn, chơi đá banh nữa. Mình có thể là ngồi nằm dưới đây mùa hè rồi á, nằm phơi nắng. Video đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các cô chú bác đã cùng em đi dạo ngày hôm nay nha. Bye bye cả nhà.